Sau 13 năm triển khai, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận chính thức đi vào hoạt động từ ngày 27 tháng 4, 2022. Đầu năm nay, cao tốc thông xe kỹ thuật. Đợt cao điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần, cao tốc cho ô tô vào chạy hơn 2 tuần nhằm giảm tải cho quốc lộ 1, sau đó đóng từ ngày 11 tháng 2 để hoàn thiện các hạng mục còn lại. Tuyến hoạt động giúp rút ngắn thời gian từ thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ Thuận từ 3 tiếng còn 1 tiếng 45 phút. Đến nay, các hạng mục nền đường tuyến chính, tuyến nối hoàn thành, hơn 50 cầu trên tuyến chính, tuyến nhánh, nút giao thông và cầu vượt đã xong, điện chiếu sáng, hệ thống giao thông thông minh ITS được lắp, 2 trạm thu phí chính cùng 3 trạm phụ xong một số hạng mục, dự kiến thu phí trong quý 2, xong mức phí chưa được công bố. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dài 51 km, rộng 16 m, gồm 4 làn xe. Hiện cao tốc chưa có làn khẩn cấp, mỗi chiều bố trí 6 điểm dừng khẩn cấp. Giai đoạn mở rộng sau này, cao tốc sẽ nâng lên 6 làn, gồm 2 làn dừng khẩn cấp hai bên. Công trình khởi công từ năm 2009, dự kiến hoàn thành 4 năm sau. Tuy nhiên, nhà đầu tư thiếu năng lực, dự án bị đình trệ. Sau nhiều lần thay đổi chủ đầu tư và đổi cơ quan quản lý dự án từ Bộ Giao thông Vận tải về Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, vốn dự án được điều chỉnh còn hơn 12.000 tỷ đồng. Mời quý vị và các bạn cùng kênh Cộng đồng Xây dựng review tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Chính thức khánh thành vào ngày 27 tháng 4 năm 2022.
đưa cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận vào chính thức hoạt động sẽ rút ngắn được khoảng thời gian di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh